Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết 4 năm qua nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp và có nhiều sáng kiến sáng tạo, toàn ngành tài chính đã vượt thu ngân sách. Riêng năm 2023, thu ngân sách nhà nước vượt hơn 8% với số tiền tương đương là hơn 131.000 tỷ đồng phân bổ cho các dự án đầu tư. Tính từ đầu năm đến nay, thu ngân sách nhà nước đã đạt 68,5% dự toán, tăng khoảng 15% so với năm 2023. Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, việc lập dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 và cho 3 năm tới là vô cùng quan trọng. Do đó, Bộ trưởng đề nghị các địa phương dự toán được các nguồn thu, chi, dự báo tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để khi lập dự toán phải sát đúng với thực tiễn.